Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ chế xe 4 bánh điện cơ bản đầy đủ. Bộ cơ bản, bộ chế xe tương đối cơ bản, chưa có hệ thống đèn còi, còn lại là đầy đủ điện, báo điện, vôn, đấu dây sẵn, có cả bộ dây. Nói chung là bộ này là làm một cái bộ giá rẻ thôi, nhíp 4 lá này. Ngày xưa thì có làm một bộ không có nhíp, thì hôm nay làm một bộ đầy đủ có nhíp. Bánh đường kính 40, 400-8, bản lốc vuông. Cái này làm khổ xe thì cứ tầm cầu 90, làm bánh lên 1 mét, hoặc là bộ cầu 80. Nói chung bộ này là mình đang để cấu hình là bộ 90cm. Đấy. Động cơ 850W. Cơ bản là có thể sử dụng cho 2 người hoặc 4 người đều được. Các bạn đóng xe nhẹ một chút là ok thôi. Cầu trước thẳng, không phanh. Cầu sau phanh cơ. Tất cả trong cái bộ này xin nói lưu ý cho các bạn là phụ kiện nhíp và phụ kiện phanh là đầy đủ nhé. Đấy. Nhưng mà trong này thì không có để ra đây thôi, chứ còn phụ kiện là đầy đủ. Vì nó có nhiều đồ cho nên em không bày ra hết, cho nên nó rối hình, các bạn rất là khó hình dung. Thì phụ kiện nhíp thì nó giống như những cái bộ nhíp combo em có đăng đấy, đầy đủ như vậy luôn, không bớt của khách hàng đấy. Có phụ kiện nhé, xin khẳng định có phụ kiện. Bộ này thì tốc độ nó rơi vào tầm khoảng xấp xỉ 30 km/h, có thể ép tốc theo điều kiện 48V lên 60V. Dây điện đấu sẵn cho khách hàng này, chân ga này, công tắc đảo chiều này, vô lăng đường kính 35-37cm này. Đấy, bánh xe đường kính 40 này, nhíp 4 lá dài 50 này, cầu sau dài 90 này, có tần số nhanh và chậm này, lên dốc thoải mái. Đấy, động cơ thì 60 hoặc 48 đều có. Thước lái này. Mọi chi tiết là thắc mắc xin vui lòng liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.